Chào mọi người, mình là tên đầy đủ là Đào Văn Báu. Mình trước giờ mình vẫn bán cái dòng xe đạp Nhật trên nick trên Zalo của mình là xe đạp Cần Thơ. Còn mới đây thì mình có phát triển thêm cái kênh, đăng trên kênh YouTube tên kênh là xe đạp Nhật. Trong thời gian mấy năm bán hàng thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng. Ở đây xin lỗi những anh em đã rành nha, mình ở đây mình muốn nói là một số anh em mới vào nghề chơi xe đạp thì có hỏi đại ý về mấy cái khái niệm là xe đạp Nhật hàng bãi, rồi thì xe đạp đã dọn chưa dọn, rồi những cái khái niệm là xe đạp nội địa Nhật tung hòa mù lên. Vậy thì là hôm nay thì mình cũng nhân tiện video này thì mình cũng nói sơ qua thôi nhé, về cái quy trình nhập và dọn xuất bán của mình thôi nha, chứ không phải là của anh em khác. Thì chắc anh em khác cũng thế thôi. Trước hết thì mình nói về cái khái niệm về xe đạp Nhật bãi. Tự chung thì là nói chính xác thì nó là những tất cả các cái dòng xe do Nhật Bản sản xuất, các nước châu Âu, Mỹ, Đài Loan xuất Nhật, hay còn gọi là bản quốc tế đó, xuất vào thị trường Nhật, được người Nhật sử dụng một thời gian, sau đó loại bỏ, tức là đất nước người ta giàu, những cái xe còn rất tốt, thậm chí còn tới 80-90% người ta cũng bỏ ra, bỏ, người ta mua cái khác. Đó thì là những cái xe đó gọi là xe hàng bãi Nhật. Thực tế nó là hàng bãi, nói thẳng ra là người ta bỏ rồi, người Nhật người ta bỏ rồi. Còn cái khái niệm mà xe nội địa Nhật hay còn gọi là bản nội địa thì xin cho mình nói thẳng luôn, tất tần tật những cái thương hiệu của người Nhật, do người Nhật quản lý mà sản xuất xe, những cái dòng xe đó sản xuất cho cái thị trường nội địa Nhật, hay nói mình nói ngắn gọn ấy là sản xuất trong nước cho người dân trong nước Nhật sản xuất, sử dụng mà không phải bản quốc tế, không phải bản xuất khẩu, thì những dòng xe đó mới chính thức được gọi là xe nội địa Nhật. Còn xin thưa mọi người là những dòng xe khác thì chỉ là xe hàng bãi Nhật, hay còn nói khác là xe của các thương hiệu khác, của các nước khác, châu Âu, châu Á, châu Mỹ linh tinh xuất vào thị trường Nhật thì gọi là xe hàng bãi Nhật thôi, không phải là bản nội địa, không thể gọi là xe nội địa Nhật được. Đấy, anh em cứ chính xác là như vậy và không thể thay đổi. Còn xe Nhật đã dọn rồi hay chưa dọn thì như thế nào? Nói tóm lại, nếu các bạn mà thấy bên cái xe người ta mang về thì kinh khủng lắm, ô tô chất có ngọn lên giống như quê mình chở lúa chở rạ trồng lên cao út tầng mây, chở như gọi là chất lên ghe, như gọi là chở dừa chở mía đó. Thì từ những cái dòng xe đó thì người ta tuyển ra những cái con xe mà nước một thì tụi mình nhập về, sau đó thì tiến hành dọn. Đó thì ở đây cách dọn thế này, mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người thấy. Đây cụ thể là một con xe chưa dọn thì nó như thế này. Đó, đây này, con xe nó về thì nó cũng như vậy thôi, nước sơn thì cũng sơn zin đồ như vậy. Thì đây, như mình thì mình sẽ tất cả mình nhập mình đưa về kho, và những con nào dọn thì mình sẽ đưa lên cái xưởng của mình đây, để bao gồm đồ dùng và các cái máy móc chuyên dụng. Đó, rồi đưa ra đây này, tháo bung ra này, tất tần tật nhá, bất cứ con xe nào dù mới dù cũ đều được tháo bung này hết. Đấy, thì trước mắt thì sẽ tháo cái trục này ra, kiểm tra xem là bạc đạn, rồi nhất là cái quan trọng nhất là cái dầu mỡ, xem nó có bị cứng dầu mỡ không, bị nhão, bị lỏng không. Và đây nữa, đùm trước đùm sau này, những cái này đều tháo này. Còn bản thân cái sườn thì sẽ được lau rửa tẩy 3 cái dơ đi thôi, chứ cũng không làm gì thêm. Đây này. Đó,
xe là có chảy xước thế này thì là cũng để nguyên thôi chứ không 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 có làm gì thêm. Về sườn là chủ yếu là chỉ có rửa thôi đó. Và đây các cái bộ thắng nữa này, cái hàn thắng này đều tháo hết này. Đó, hàn thắng tháo hết này. Nào, tháo hết để bảo dưỡng, tra dầu nhớt các khớp quay đó. Thì cái đây chỗ mình thì khi về thì đây, mình sẽ trà bằng cái đây, cái này là cái chai mỡ bò nhé, made in Singapore này. Đây, rồi đó, thì cái mình chủ yếu tra bằng cái này thôi, nó có khối lượng tra của vò đùm nó không hết nhiều. Một lọ này là 250.000 đó. Đây nó nói cái này là mỡ bò chịu nhiệt nhé. Thực ra thì cái xe đạp cũng chẳng kinh khủng đến mức độ vậy, nhưng mà mình thấy nó rẻ thì mình mua về mình ấy thôi. Đó, cái xe để sau khi mà tháo rỡ ra vệ sinh. Đây, cái dụng cụ thì đơn giản thôi, thau, thùng, xô. Đó, thì vệ sinh xong, sau khi vệ sinh xong thì thường thì những cái xe mà nhập về mình bỏ trong kho, những cái nào mà có anh em đặt sẵn thì mình ưu tiên dọn những cái đó trước. Con xe đang dọn này là con xe phùng nhún này, Centurion đồ đeo rê 3x9. Đây, sau khi anh em chốt hàng thì mình sẽ đóng gói. Đóng gói đây, đây là một số con, bữa nay mình xuất 4 con đi các nơi đó. Đây, dụng cụ đóng gói rất kỹ. Đây, mình không có buộc bằng dây ấy, mình chơi dây rút luôn, băng keo dây rút này, mới thì quất một rõ vậy đi đó. À, xài bằng bìa rất cứng nhé. Đây, cụ thể là đây, những con touring, những cái chỗ nhạy cảm như cái tay đè này. Con này mấy con xe cuộc này, rát này. Tay đè lắc là những chỗ nhạy cảm này đều được bọc bằng mút dày hết. Trừ trường hợp là phá hoại, đập phá thì mới ấy thôi. Chứ còn bình thường thì không sao cả. Rất tốt đây này. Mút nha. Đó, bọc rất kỹ như ninja luôn. Đó. Đây, trên này có các cái đi có mấy con này, con Nghệ An, Hà Nội. Hải Phòng này. Huế có cả, bữa nay đi khắp cả nước. Rồi đây. Cái cùi đè nhé, cùi đè đều bóng mút hết nhé, một trong lớp mút ngoài lớp bìa này. Đó. Chỉ trường hợp lấy cái chỉ đập vào đây thôi chứ còn đây, con nào cũng bọc mút hết. Đó. Đây. Đó. Đĩa là đều được bịt bìa dày hết. Bìa rất dày nhé. Đây. Bọc bìa hết. Ừ. Nói chung là bọc thì là rất tốn kém, nhưng mà không sao, miễn là nó hàng an toàn, lành lặn, anh em về mở ra là chạy thôi chứ không có làm gì cả. Đó. Đây là cái số điện thoại của mình. À, xin giới thiệu chút, cái số điện thoại của mình này là ở trên kênh YouTube. Rồi mình quay cái này thì mình phát trên kênh Xe Đạp Nhật YouTube này, rồi trên tiện mình cũng phát trên Facebook luôn. Số điện thoại này thì có Zalo, Facebook. Anh em mà theo dõi trên các cái trang của mình nhưng mà thấy cái xe chưa ý thì cứ vui lòng đăng ký kênh để theo dõi, thì gặp cái xe nào đẹp thì mình chốt vậy thôi. Hoặc là mình mua, hoặc là mình giới thiệu cho anh em bạn bè đều tiện cả. Đây là số này này. Thường trực. Thường thì mình hay chat trên Zalo với trên Face ha. Thế quy trình thì sau khi đóng gói thế này thì mình sẽ tiến hành liên hệ với các cái đơn vị chuyển phát tới tận nhà cho mọi người. Đó. Và sau khi gửi thì đây là những cái đây, cái hóa đơn mình gửi đây. Những cái vận đơn này là những cái vận đơn mà khách hàng đã trả hết tiền nha, thì mình giữ lại được. Còn những cái phần lớn rất nhiều, chắc nó có tới hàng tương đương đến vài chục cái tập như thế này, là những cái mà tiền thu hộ. Thì những cái mà vận đơn tiền thu hộ này thì mình phải đưa cho công ty vận chuyển để mình lấy tiền, thì khi mình nhận tiền thì họ thu lại cái này
Còn đây là toàn bộ những cái anh em mà tin tưởng họ chuyển tiền 100%. Mới đây nhất có cái ông em ở trên Đồng Nai là chẳng quen biết gì, nhưng mà ông mua cái con thủy thủ là mười mấy triệu, ông chuyển cái tẹt cái đủ luôn, rất nẻ luôn. Cho nên mình cũng có khuyến mãi rất nhiều đồ đẹp đó. Còn những cái xe mà thông thường đóng gói nhé, đây quay đây cho nó rõ, thông thường đóng gói thì những cái xe mà thường thường những cái dòng xe khoảng 7-8 triệu đổ lại thì mình chỉ đóng gói này thôi, rất kỹ đấy. Bìa toàn bìa dày chứ không phải bìa lao cao vớ vẩn đâu, không phải bìa thùng mì đâu, bìa thùng hàng đó. Đóng gói rất kỹ đó. Cụ thể như vậy thì đấy, mọi người thì có nhu cầu thì cứ liên hệ số này hoặc là lưu số này lại, khi mình biết đâu lúc nào mình cần, theo một cái dòng nào ngồi cà phê cà pháo anh em bạn bè hỏi ở đây có cái ông này ông bán, thì trước mắt là mình cảm ơn, và sau đó là người thân của mình có cái chỗ mua được xe đạp tốt bay đẹp. Mình bao hàng nhé, những cái xe như này là đều được test rất kỹ trước khi xuất xưởng, làm rất kỹ. Mình cũng xin nói lại một lần nữa là thực ra gói là xe dọn, nhưng mà thực ra thì là chỉ là rửa thôi. Đây, qua hai cái chậu nước đó xử lý phần khung sườn, còn đùm điếc thì mình sẽ tháo là mình tra mỡ bò, kiểm tra lại bạc đạn côn bi cho nó còn như thế nào, tình trạng như thế nào thôi để khắc phục. Cho nên là xe về là mọi người về là chạy thôi, cũng không phải làm thêm gì cả. Đó, thì nói như vậy thì như thế này thì mình gọi là xe đã dọn, đã cân chỉnh. Sau khi xong thì cân chỉnh bộ đề lít chạy mượt rồi thì là xong, đưa vào cái phòng riêng, phòng cất giữ. Thì chỗ mình có cái kho và đây là cái xưởng của mình thì đơn giản thôi, nó không hoành tráng mà khủng bố lắm, nhưng mà chỉ đủ chứa khoảng 20-30 cái xe dọn rồi hoặc là chờ dọn. Còn đồ nhập về để kho, và xe đã xong thì mình để ở phòng khác, không để ở đây. Đợt này anh em ủng hộ cũng hút hàng cho nên dọn đến đâu thì cũng hết tới đó, thì rất có cái lời cảm ơn sự tin tưởng của anh em. Thôi mình tạm thời thì sau này có điều kiện mình sẽ làm một cái video chi tiết từ lúc bắt đầu rã cho đến lúc dọn, thay dầu mỡ các thứ ni tình để hoàn thiện một con xe cho anh em coi. Còn hôm nay thì mình chỉ lướt chi tiết sơ qua về cái dọn xe, xe dọn là như vậy. Nó thực ra nó rất đơn giản vậy thôi. Còn cái khái niệm mà xe mà hàng nội địa và xe nhập, hàng bãi Nhật thì mình cũng phân tích rồi. Sự thật nó là như vậy. Thôi, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại.